Ca sĩ Trang Nhung ra mắt ca khúc mang âm hưởng Tây Bắc nhân ngày gia đình Việt Nam. Sau MV Mong Thế Giới Yên Bình, ca sĩ Trang Nhung tiếp tục cho ra mắt ca khúc mới mang âm hưởng Tây Bắc, Vợ Thương Chồng Nhân ngày gia đình Việt Nam, ngày 28 tháng 6. Đây là MV đánh dấu sự trở lại với âm nhạc đầy mạnh mẽ của nữ ca sĩ gốc Quảng Ninh sau thời gian dài dành cho gia đình. Ca sĩ Trang Nhung, sinh năm 1973 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hiện đang sinh sống cùng gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ Trang Nhung gây ấn tượng với khán giả bởi giọng hát ngọt ngào, sâu lắng. Trong sự nghiệp của mình, giọng ca Quảng Ninh từng gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng tại các cuộc thi như Giọng Hát hay Hà Nội, Tiếng Hát Truyền Hình Toàn Quốc 1999, Tuyệt Đỉnh Tranh Tài 2014. Ca sĩ Trang Nhung cũng từng ra mắt album về dòng nhạc dân gian đương đại, nhạc truyền thống như Lùng Liếng, Mùa Thu Níu Bước Em Về, Duyên Quê, Mãi Còn Xuân, Xuân Trở Lại, Trò Chuyện Với Dòng Sông, Nổi Lửa Lên Em, Son. Dù có giọng hát trời phú và nhiều cơ hội phát triển nghệ thuật, song nữ ca sĩ lại dành thời gian chủ yếu cho tổ ấm nhỏ sau khi kết hôn. Thời điểm kết hôn, Trang Nhung còn khá trẻ và đã kìm nén đam mê nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc con cái. Với chị, sự nghiệp quan trọng nhất của phụ nữ là những đứa con. Chị tâm sự, có lẽ mình may mắn là có được một người chồng khá giỏi trong kinh doanh nên đủ lực để lo cho gia đình và các con để chị yên tâm, hát hò, sáng tác. Tôi luôn quan sát, trăn trở về mọi thứ xung quanh. Tôi hoạt động nghệ thuật để mong ảnh hưởng được cho mọi người những tư duy tích cực, lạc quan về cuộc sống, về tình yêu thương con người. Đó cũng chính là nguồn cảm hứng mới trong những ca khúc mà Trang Nhung sáng tác thời gian qua. Ca sĩ Trang Nhung nhấn mạnh, chia sẻ về MV Vợ Thương Chồng, ca sĩ Trang Nhung cho biết ca khúc được sáng tác dựa trên âm hưởng nhạc Tây Bắc. Đó là câu chuyện của một cô vợ người dân tộc thiểu số kết hôn cùng chồng người Kinh. Đó như một sự gắn kết, giao thoa văn hóa các dân tộc trong đất nước ta. Đặc biệt trong phần hòa âm phối khí, chị mong muốn đưa âm nhạc hiện đại pha trộn với âm hưởng dân gian Tây Bắc. Đây là một nét trầm phá lạ và thú vị. Phần hòa âm phối khí do giám đốc sáng tạo dự án Mike Casey phối hợp với producer Vũ Thắng cùng nhóm 1990s by Vũ Thắng thực hiện. Với tư duy nghệ thuật có chiều sâu với gu âm nhạc cực chất phù hợp với xu thế âm nhạc, các ekip đã khéo léo kết hợp âm nách hiện đại với âm nhạc dân tộc để tạo nên những âm thanh độc, lạ nhưng vẫn mang âm hưởng truyền thống. Phần record mix của Hi-Tech Studio, Vũ Thắng đã tạo nên cho ca khúc một sự mới mẻ, lạ lẫm nhưng vẫn vô cùng thân thuộc dựa vào những âm thanh của các nhạc cụ vùng núi các dân tộc thiểu số. Chia sẻ về nguồn cảm hứng của ca khúc, ca sĩ Trang Nhung chia sẻ, tôi thấy thời đại bây giờ đất nước ta đã có rất nhiều những tiến bộ và phát triển hơn mấy chục năm về trước, đặc biệt là về sự tiến bộ của phụ nữ. Có rất nhiều phụ nữ vừa đi làm nhưng vẫn chăm lo được cho gia đình, cũng có nhiều phụ nữ không đi làm một công việc cụ thể nào nhưng vẫn góp phần xây đắp, tổ ấm bằng những lao động tại nhà để tiện việc chăm sóc con cái, gia đình. Tôi mong rằng các chị em không nên mặc cảm với việc mình ở nhà làm việc nhà và chồng thì đi làm, mà các chị em cần thể hiện rõ nghĩa vụ, trách nhiệm và sự cần thiết của người phụ nữ trong nhà bất kể người phụ nữ đó có ra ngoài kiếm tiền hay không. Dù ở nhà vẫn phải vui vẻ, xinh đẹp thì mới tạo được sự tích cực trong gia đình, lan tỏa cho chồng con và mọi người xung quanh, đó cũng là cách biết giữ lửa hạnh phúc. Trong ca khúc, ca sĩ Trang Nhung đã khéo léo kể câu chuyện đẹp được lồng ghép khéo léo gửi đến những người phụ nữ rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người phụ nữ nên giữ gìn sức khỏe, sắc đẹp và cần cho người chồng biết và thấu hiểu. Ca khúc Vợ Thương Chồng với lời ca trong trẻo, nhịp điệu vui tươi, mang ý nghĩa sâu sắc, nếu hết việc anh hãy về sớm nhé. Mẹ con em mong anh sớm về, cho bữa cơm gia đình luôn đầm ấm, em và con luôn luôn biết rằng anh luôn có nhiều điều suy nghĩ. Nhưng em tin là anh biết rõ, điều lớn lao nhất là gia đình. Sau 2 ngày xuất hiện trên kênh YouTube, MV đã có hàng nghìn người xem cùng những lời tán dương, ngợi khen cho nữ ca sĩ cũng như ekip sáng tạo. Xúc động với sự đón nhận của khán giả, ca sĩ Trang Nhung mong muốn ca khúc tiếp tục nhận được sự yêu thích và lan tỏa từ khán giả trong thời gian tới. Sự đón nhận của khán giả là động lực để tôi quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong việc sáng tác, thể hiện thêm nhiều ca khúc mới. Hy vọng MV ca khúc Vợ Thương Chồng sẽ là món quà ý nghĩa với các gia đình nhân ngày gia đình Việt Nam, ca sĩ Trang Nhung nhấn mạnh.